Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Việt Nam đã ghi dấu ấn tượng, trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ nội lực và khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế. Đồng hành với sự thay đổi vượt bậc đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng chứng tỏ vai trò là một kênh huy động vốn hiệu quả, cánh cửa quan trọng hội nhập toàn cầu. Đóng góp vào sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán, không thể không nhắc tới những nhà tạo lập thị trường. Tiên phong là công ty cổ phần chứng khoán NSI, công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Lấy mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam là mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, NSI đã có 20 năm lớn lên cùng thị trường chứng khoán, kiên trì thực hiện sứ mệnh, kết nối vốn và cơ hội đầu tư, hiện thực hóa tầm nhìn. Chúng ta cùng thành công để đem lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng, cộng sự, đối tác, cổ đông và cộng đồng. 20 năm, vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng từ 0,28% GDP đến nay đạt 85% GDP. Công ty cổ phần chứng khoán NSI cũng có những bước phát triển vượt trội cả về chất và lượng. Vốn điều lệ tăng 1.001 lần lên hơn 6.000 tỷ. Tổng tài sản hợp nhất đạt trên 27.000 tỷ đồng, nhiều năm liên tiếp dẫn đầu về thị phần môi giới. Từ 13 nhân sự đến nay, NSI đã có gần 1.000 thành viên cùng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ khách hàng trên cả nước. 20 năm, doanh thu công ty tăng trưởng 750 lần, đạt mức hơn 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 1.500 lần lên 1.100 tỷ đồng, đóng góp cho nhà nước hơn 3.700 tỷ đồng tiền thuế và luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp có mức nộp thuế cao nhất Việt Nam, dẫn đầu ngành chứng khoán. Miệt mài xây dựng những mốc son trên hành trình kết nối vốn và cơ hội đầu tư, tính riêng từ năm 2009 đến nay, SSI đã huy động được gần 12 tỷ đô la Mỹ, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn hiệu quả, kích thích tạo vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế, khơi thông và huy động nguồn tài lực cho đất nước, quản lý an toàn và hiệu quả hơn 100.000 tỷ đồng tài sản khách hàng, cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng và toàn diện cho hơn 200.000 tài khoản nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời luôn tiên phong trong việc đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ nhằm cung cấp các giá trị tốt nhất cho nhà đầu tư. Không chỉ hoạt động tích cực và hiệu quả trong nước, SSI luôn là đối tác ưa thích và là cầu nối cửa ngõ mở đường cho các nhà đầu tư quốc tế khi tìm đến thị trường Việt Nam. Chuỗi hội thảo Gateway to Việt Nam và hàng trăm cuộc gặp gỡ giữa quỹ đầu tư và các doanh nghiệp là những nỗ lực ấn tượng của SSI nhằm giúp các doanh nghiệp Việt mời gọi vốn đầu tư từ các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới. Không dừng lại ở đó, SSI hiểu rằng với một tổ chức kinh doanh, lợi nhuận là động lực trực tiếp, nhưng trách nhiệm xã hội mới là điều kiện tồn tại và phát triển bền vững. 120 tỷ đồng là ngân sách SSI dành cho các hoạt động tài trợ từ thiện trong 20 năm qua. Nỗ lực khởi xướng tài trợ và đóng góp vào nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực, tập trung vào các hoạt động mang tính bền vững, có tác động lâu dài như xây dựng các chương trình phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ, chương trình về y tế sức khỏe, các hoạt động tài trợ phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. Bằng tài sản lớn nhất chính là đội ngũ nhân sự gắn kết cùng nhau, những thành viên SSI đã tạo ra nhiều giá trị đáng tự hào cho đất nước, cho xã hội và cho cộng đồng. Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới được Đảng và Nhà nước trao tặng là minh chứng tự hào, là sự ghi nhận vinh dự cho những nỗ lực của SSI trong suốt chặng đường đã qua. Nhìn lại những thăng trầm của hai thập kỷ, mỗi thế hệ người SSI luôn tự nhắc nhở mình giữ vững nhiệt huyết và mục tiêu chung vì sự phát triển của thị trường. Thế hệ trẻ sẽ tiếp bước những người đi trước, tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi tạo nên một SSI mạnh mẽ ngày hôm nay. Một trang sử mới đã mở ra, cùng nhau đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và tận tâm của SSI sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, không chỉ giữ vững vị thế là đơn vị đi đầu trong công cuộc xây dựng thị trường vốn, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, mang lại sự thành công thịnh vượng cho nền kinh tế Việt Nam. SSI, chúng ta cùng thành công!